ra ngoài rồi chủ đuổi lâu rồi. Cái này xong cái công đoạn này rồi bắt đầu bỏ giai đoạn một. Sau đó tại vì cô biết á, mình trộn vậy đó là ra bên đây ra cái đó mình sàn cái chấu đó xuống. Khi mà cái chấu nó còn dính trong cái hộp gạo á, mình vô cái máy đó mình đánh cho nó sạch luôn, đánh cho sạch trắng hết. Mình bắt đầu mình qua mấy đó qua giai đoạn 2, mới vô cái chảo đó mình mới để đường cốm ấy, đường cắt nha nó cũng vừa vô. Để con kỹ từ giai đoạn con coi trước thì con kỹ của bên kỹ rồi. Đây con trước. Đây là lúa cưng. Lúa. Lúa. Phải đợi cho cát nó nóng. Ừ, nó nóng. Rồi, có quay phim mình quay nha. Nó chỉ nổ 1 phút 30 giây là xong á. Chút nhà chút con. Nhanh quá ha. Rồi, vậy đó. Cái vỏ lúa nó mất tiêu rồi hả? Không cưng, nó còn nằm ở đó, bắt đầu mình mới vô cái đó mình sàng. Sàng xong mà cái nào còn dính á, mình mới vô cái máy đó mình đánh là cái nữa, đánh cho sạch luôn. Dạ. Mà lúa là không phải lúa nào cũng được hả chú? Là cái cát mình xài hoài luôn. Dạ, dạ, cát xài hoài. Và khi chừng nào mà nó văng ra ngoài hết thì mình cứ vô thêm vậy. Dạ. Đó giờ cái anh này anh sàng. Không cứ cái này mình quét rồi mình chụm lại. Không sao, cái giọng mà cây. Rồi, mình ăn thử mình coi chừng chấu nha. Đó, xong cái đầu cái mình vô cái máy đó mình đánh cho nó sạch, cái đó là trắng tư luôn. Nóng. Ăn cái chừng chấu nha. Ăn này ngon hơn. Giòn quá. Ăn cái này. Thơm. Ăn này ngon hơn thịt cháu. Cái này đừng bỏ rồi. Đường, ăn ngon hơn. Qua đây để chỉ cái này cái khâu thứ hai. Để đường đậu phộng. Đây, cái đây là đường nha. Đó. Mình đeo lên đây mình làm cho nó nóng lên, nó sôi lên mình coi cái độ nào nó nóng để cái chấm vô. Mới để cái lúa đó đó. Trộn xong cái mình qua bên đó mình cắt vô phần đó. Con thử. Này là cơm này trong gấp. À, trong gấp. Này mấy cưng thử ăn ha. Này có ăn không? À. Con lấy đi, con có ăn thì con lấy. Gấp, chạy gấp mình á. Bao nhiêu quỷ lắm cô? Gấp. Ờ à, đó này. Dứa, sầu riêng, gấp, gừng, dâu, cacao, khóm rồi sữa thứ gì đó. Đó, bắt đầu cái mình mới vô khuôn kìa đó. Cái này ăn. À đó là xong rồi đó, thành phẩm rồi đó. Okay. À. Thôi, lấy chở ra. Nha. Nè, cái này là cơm gạo lứt. Đậu à, cơm gạo lứt. À, cơm gạo lứt. Cơm gạo lứt. Cơm gạo lứt cô chú. Mình còn đi chơi nhiều lắm. Rồi đi đâu chở ra đây phải không? Không. Đó, đi đây một hồi mình lên chở mình uống nước trà mình thích thì mình mua đó. À, mình đi rồi mình uống ngoài lại. Cơm gạo lứt. Dạ lên chở mình mua.